bác bắt lưng con dài, bác chọc luôn bọn con gái, bác sợi tay con gà mái, rồi bác luộc mềm con gà dài. Nhân dân có giò chay, bác tha hồ tắc quái tắc quay. Đám con cháu của các đồng chí nào có tiền thì không phải đi, nhưng đám con cháu của bọn bần dân thì sẽ một mùa lê thủy. Bác dùng xương các cháu xếp thành xa lộ Trường Sơn, để cho các anh sinh sang vượt đại lục xâm chiếm tận Mã Lai. Bác bắt linh con trai, bác chộp luôn bọn con gái, bác sợi tai con gà mái, rồi bác luộc mềm con gà dài. Nhân dân có giò chay, bác ta hồ tác quay. Đám con cháu của các đồng chí nào có tiền thì không phải đi, nhưng đám con cháu của bọn bần dân thì sẽ một mùa lê thủy. Bác dùng xương các cháu xếp thành xa lộ Trường Sơn, để cho các anh sinh sang vượt đại lục xâm chiếm thần Mã Lai.